Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với tiết học âm nhạc tiếp theo của Thầy Niên. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi và chia sẻ ủng hộ kênh của Thầy nhé. Và Thầy cũng chia sẻ với tất cả các bạn, thời gian này thì một số bài đầu học lý thuyết thì có phần hơi khô khan, nhưng các bạn hãy cố gắng học tập chăm chỉ và tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì theo quan điểm của Thầy, bỏ cuộc tức là thua chính mình. Bài học ngày hôm nay Thầy muốn giới thiệu chúng ta đó là dấu tăng trường độ, bao gồm dấu nối, dấu chấm dôi và dấu miễn nhịp. Chúng ta đi vào mục một nhỏ, đó là dấu nối. Dấu nối là dấu tăng trường độ có hình vòng cung. Đấy. Vòng xuống hoặc là vòng lên. Liên kết trường độ các nốt cùng cao độ nằm cạnh nhau. Tùy vị trí các nốt nhạc, đặt dấu nối bên trên hoặc là bên dưới sao cho hợp lý. Thì chúng ta quan sát vào đây. Thì đây là hai nốt la. Đấy, có cùng cao độ nằm cạnh nhau. Đấy, cái dấu nối này có tác dụng tăng trường độ của nốt la này. Hay là đây là hai nốt mí. Đấy, khác ô nhịp. Đấy, tại sao nốt mí này họ không đặt là nốt trắng? Bởi vì theo luật của nó nhịp 4-4 thì gồm có 4 phách trong ô nhịp. Đây phách thứ nhất, phách thứ hai, phách thứ ba, phách thứ tư. Nếu mà trong ô nhịp thì chỗ này họ đặt nốt trắng thì cũng được, nhưng mà đây là do cái cách trình bày của mỗi người, đặt nốt trắng cũng được hoặc là chúng ta sử dụng dấu nối cũng được, không sao cả. Đấy. Có điều là nó hơi rối mắt hơn một chút. Nhưng mà đây sang nốt mí thì đây nó là phách thứ tư rồi. Đấy, họ không thể nào mà đặt được nốt trắng nữa. Để muốn tăng trường độ ngân của nốt mí này sang ô nhịp khác thì bắt buộc người ta phải sử dụng dấu nối. Từ dòng thứ hai trở xuống thì dấu nối sẽ vòng xuống dưới. Từ dòng thứ ba trở lên thì dấu nối sẽ được vòng lên trên. Trường độ của nhóm các nốt được liên kết bằng tổng trường độ các nốt trong nhóm. Thì thầy ví dụ đây là nhóm gồm có hai nốt này, khác ô nhịp. Đấy. Đây là nốt mi trắng được liên kết với nốt mi tròn. Thì tổng trường độ của hai nốt này, nốt mi trắng trường độ bằng hai phách, nốt mi tròn trường độ bằng 4 phách. Vậy tổng trường độ của hai nốt này sẽ bằng 6 phách. Khi chúng ta sướng âm hay chúng ta chơi nhạc cụ thì chúng ta chỉ đọc hoặc là chơi nốt mi đầu tiên này. Còn lại trường độ tiếp theo thì chúng ta ngân đủ số phách. Ví dụ như đây là 6 phách, chúng ta sẽ ngân là mi. Đấy, chúng ta không cần phải đọc thêm cái nốt mi này nữa, chúng ta chỉ đọc nốt mi đầu tiên thôi. Tiếp theo, nếu trong khuôn nhạc có trên hai bè thì dấu nối liên kết cong cả về hai hướng. Đấy, thì ví dụ đây là ba bè này. Đấy, thì chúng ta nhớ cho thầy là dưới dòng kẻ thứ ba thì là chúng ta sẽ cong xuống bên dưới. Còn từ dòng kẻ thứ ba trở lên thì chúng ta sẽ cong hướng bên trên. Đấy, đây cũng thế. Chúng ta quan sát. Đấy. Ba bè hoặc đây bốn bè cũng thế. Sang mục thứ hai đó là dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi được đặt bên phải nốt nhạc có tác dụng làm tăng thêm một nửa trường độ nốt nhạc đứng trước nó. Thì đây là nốt tròn chấm dôi. Thì cái chấm dôi này nó sẽ bằng nửa trường độ của nốt tròn. Đó, thì chúng ta quan sát vào đây. Thì sở dĩ nốt tròn sẽ bằng hai nốt trắng. Đấy. Bây giờ cái dấu chấm dôi này nó tương ứng với lại nửa trường độ của nốt tròn thì tức là chỉ bằng một nốt trắng thôi. Đấy, thế nên là khi chúng ta viết ra sẽ bằng, cho nên là nốt tròn chấm dôi sẽ bằng nốt tròn cộng với một nốt nốt trắng. Đấy. Tiếp theo nốt trắng chấm dôi cũng thế, thì cái chấm dôi này nó bằng nửa trường độ của nốt trắng, tức là nốt trắng là gồm có hai nốt đen cộng lại. Đấy, bây giờ nó bằng nửa trường độ của nốt trắng thì chúng ta lại bỏ đi. Thì vậy trắng chấm dôi sẽ bằng nốt trắng cộng thêm với một nốt đen. Tiếp theo là nốt đen chấm dôi thì cái chấm dôi này nó bằng nửa trường độ của nốt đen. Sở dĩ nốt đen bằng hai nốt móc đơn cộng lại thì bây giờ là nó bằng nửa trường độ của nốt đen thôi thì chúng ta bỏ đi. Thì nốt đen chấm dôi sẽ bằng nốt đen cộng với một nốt móc đơn. Tương tự là nốt móc đơn chấm dôi và nốt móc kép chấm dôi cũng vậy. Và chúng ta đặc biệt ghi nhớ cho thầy thì ở dấu tăng trường độ của dấu chấm dôi và dấu nối là giống nhau. Đó là sẽ tính tổng trường độ và chúng ta sẽ ngân đủ số phách là được.
Ví dụ là nốt tròn chấm dôi thì trường độ nốt tròn là 4 phách, trường độ nốt trắng là 2 phách, tổng là 6 phách. Thì chúng ta sẽ ngân đủ cho thầy 6 phách. Đấy, nốt trắng chấm dôi thì trường độ của nốt trắng là bằng 2 phách cộng với lại nốt đen bằng 1 phách thì chúng ta sẽ ngân cho thầy 3 phách. Ngoài ra thì còn có nốt nhạc qua 2 chấm dôi. Trong trường hợp này thì dấu chấm dôi thứ hai có giá trị bằng nửa trường độ dấu chấm dôi thứ nhất. Đấy thì chúng ta cái này thì chúng ta để hiểu thêm thôi, nhưng thực ra thì cho đến bây giờ thầy cũng chưa sử dụng những dấu chấm dôi thứ hai cả. Thầy ví dụ đây là nốt tròn 2 chấm dôi. Đấy. Thì nốt chấm dôi thứ nhất bằng nửa trường độ của nốt tròn. Đó là nốt trắng. Đấy. Còn nốt chấm dôi thứ hai bằng nửa trường độ của dấu chấm dôi thứ nhất thì tức là nó là nửa trường độ của nốt trắng này này thì nó bằng nốt đen. Do vậy nốt tròn 2 chấm dôi thì sẽ bằng nốt tròn cộng nốt trắng cộng với nốt đen. Đấy. Tiếp theo là nốt trắng 2 chấm dôi thì cũng tương tự. Đấy, nốt chấm dôi thứ nhất bằng nửa trường độ tức là bằng nốt đen này. Nốt chấm dôi thứ hai bằng nửa trường độ của nốt chấm dôi thứ nhất. Đấy, thì bằng nửa nốt đen đúng không? Thì sẽ bằng nốt móc đơn. Nốt trắng 2 chấm dôi sẽ bằng nốt trắng cộng với nốt đen cộng với nốt móc đơn. Thì cái này thì thầy chỉ mở rộng cho chúng ta thôi. Cho đến bây giờ thì thầy cũng chưa gặp cái bài nào mà 2 chấm dôi cả. Tiếp theo, đôi khi dấu chấm dôi còn dùng cho cả dấu lặng. Thì cũng giống như dấu chấm dôi ở trường độ âm thanh. Đấy, thì ở đây thì nó trái ngược lại. Dấu chấm dôi của trường độ âm thanh là chúng ta phải ngân vang. Đấy, bao nhiêu phách thì chúng ta ngân bấy nhiêu. Còn dấu chấm dôi của lặng thì tức là chúng ta ngừng vang. Thì bao nhiêu phách thì chúng ta cũng ngừng vang bấy nhiêu. Thì ở đây là lặng trắng chấm dôi. Lặng trắng thì gồm 2 phách. Thì bây giờ nó nửa trường độ thì tức là nó bằng lặng đen 1 phách. Đấy, tiếp theo đây thế lặng đen chấm dôi thì chấm dôi này nó bằng nửa trường độ của lặng đen thì tức là lặng đen cộng với lặng đơn. Về cách trình bày nốt chấm dôi trên khuôn nhạc thì đối với nốt nằm ở khe khuôn nhạc thì dấu chấm dôi đặt ở ngang với nó. Đấy, đặt ngang với nó. Ví dụ như đây nốt pha, đấy thì chúng ta ở khe đây thì chúng ta sẽ đặt ngang với nó cũng nằm trong khe thứ nhất. Đấy. Đối với nốt nằm trên dòng kẻ, dấu chấm dôi đặt cao hơn hoặc thấp hơn. Nhưng mà thường thì đặt cao hơn. Đấy. Ví dụ đây nốt C như thế trên dòng kẻ thứ ba nhưng mà chúng ta sẽ đặt ở khe. Đấy, khe thứ ba đặt cao hơn nó. Tiếp theo là dấu miễn nhịp. Dấu miễn nhịp hay còn gọi là dấu mắt ngỗng được ký hiệu đó là nửa vòng tròn quay lên hoặc quay xuống và có dấu chấm ở giữa đặt trên hoặc là dưới nốt nhạc. Đấy. Nốt nhạc có dấu miễn nhịp trường độ được tăng thêm một cách tự do tùy theo là tính chất của tác phẩm, ý định hay là sở thích của người biểu diễn. Đấy thì ví dụ như sau, ở đây thì thầy trích đoạn đấy trong bài Hẹn Hò. Đấy, đây là dấu miễn nhịp đấy, ngân tự do. Đấy, ngân tự do. Đấy, cũng ngân tự do. Đấy, ngân tự do. Đấy thì tùy theo tính chất của tác phẩm, ý định cũng như là sở thích của người biểu diễn làm sao cho nó hợp lý. Đấy. Thì dấu miễn nhịp ngoài là đặt trên hoặc là đặt dưới nốt nhạc ra thì còn đặt trên hoặc là dưới dấu lặng. Đấy thì tùy theo từng tác phẩm nhạc sĩ sáng tác. Thì tóm lại trong bài học ngày hôm nay về dấu tăng trường độ thì các bạn nhớ cho thầy là ngoài dấu miễn nhịp là chúng ta ngân tự do. Đấy. Còn lại dấu chấm dôi và dấu nối là giống nhau. Đó là sẽ tính tổng trường độ và chúng ta ngân làm sao đủ số phách. Và cũng trái với lại dấu lặng chấm dôi, một đằng là chúng ta ngân vang, một đằng chúng ta ngừng vang. Đấy là chúng ta ghi nhớ cho thầy như vậy. Vậy buổi học chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau.